Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào quý đồng hương Phật tử. Quả thật là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Do nhân duyên đó mà hễ chúng ta đi đâu, đến đâu, nếu có người Việt sinh sống là đều có chùa mọc lên để nuôi dưỡng hồn dân tộc Việt của chúng ta. Và nhờ thuận duyên đưa đẩy, hôm nay đoàn quay phim của Hoằng Pháp Channel chúng tôi được đi tháp tùng cùng các vị hòa thượng cũng như các vị trưởng lão ở đây để đến nước Tiệp Khắc, một quê hương nếu mà đối với chúng tôi thì có hơi xa lạ, nhưng mà chúng tôi nghĩ là đối với đồng hương Phật tử chắc là chúng ta cũng đã từng nghe qua. Và đây là chúng con đang đứng trước ngôi chùa Thiên Ân, và chúng con xin trân trọng giới thiệu đây là Thượng tọa Thích Giác Trí, và phó trụ trì của chùa Thiên Ân này. Và con kính mời thầy giới thiệu về ngôi chùa để Phật tử trên thế giới được biết rõ hơn về ngôi chùa cũng như sự sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo ở đây như thế nào, để chúng con được cùng san sẻ niềm vui đó. Kính lạy Tăng, người thầy chí cả, thay Thế Tôn thuyết hóa đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sinh. Kính bạch trên Hòa Thượng Thượng Từ Hà Diệu, chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kính bạch trên Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Dung, viện chủ trụ trì chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kính bạch Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Nguyên, trụ trì tỉnh thất Thái Không, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kính bạch Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Trí, trụ trì tỉnh xá Ngọc Sơn, và Bình Định, Việt Nam. Kính bạch Thượng tọa Thượng Minh Hạ Nguyện, trụ trì chùa Phước Sơn, thành phố Modesto, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ban trị sự chấp hành tại chùa Thiên Ân, Cộng hòa Séc, cũng như quý Phật tử đi trong đoàn Hoằng Pháp của Hoằng Pháp Channel tại nước Hoa Kỳ có mặt tại Cộng hòa Séc hôm nay. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong chùa Thiên Ân, lời đầu tiên chúng con thay mặt toàn thể chư tăng ni Phật tử chùa Thiên Ân thành kính cung nghinh và chào mừng chư tôn thiền đức đã quang lâm chùa Thiên Ân chúng con. Và chúng con cũng xin thành tâm cung thỉnh chư tôn đức an tọa. Nói về chùa Thiên Ân thì con xin kính trình lên chư tôn đức cũng như quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng đây, xuất phát điểm từ là một người con tha hương lập nghiệp tại xứ người. Tuy vậy nhưng mà mang trong mình một cái dòng máu Việt, một cái dòng máu mà bất khuất của cha ông chúng ta, mà theo kinh điển sách vở lịch sử thường nói, tức là dòng máu của Đông A, tức là dòng máu họ Trần. Với cái sự chiến công lừng lẫy của ngài Thượng Tướng Vương Trần Hưng Đạo, cũng như các nhà vua, các vị hoàng đế dòng tộc họ Trần đã vinh danh làm rạng rỡ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam chúng ta, đặc biệt tức là dưới triều đại của ngài Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, cùng với Trần Hưng Đạo đã đánh đuổi 3 lần quân Nguyên xâm lược nước ta. Và xuất phát từ cái nôi văn hóa cũng như lịch sử tại quê hương của chúng ta là dòng họ bất khuất, kiên cường, không chấp nhận lệ thuộc cũng như là triều phục dưới triều đại, bất cứ triều đại nào, nhất là triều đại phương Bắc. Người dân Nam Định sống tại quê hương thì có những ngôi chùa rất là nổi tiếng, như là chùa Vọng Cung, như là đền Trần
phủ Vân Phủ Dày và chùa Tháp vân vân. Khi mà sang quê người lập nghiệp thì đầu tiên tức là dòng họ Võ, phải quý vị? Dòng họ Võ thầy biết ở đây rất là đông. Đầu tiên là cụ giới thiệu cụ là tên gì, pháp danh gì? Pháp danh là Diệu Mai. Và anh Việt? Dạ. Và cô Lan? Dạ. Và chị? Rồi còn có người nào bà con dòng họ Võ trong này nữa không? Thì xuất phát điểm từ là một người con rất là có thuần túy với Phật giáo, cụ đã hướng dẫn cho con cháu và các người em của mình đứng ra thành lập một cái cơ sở niệm Phật đường tại cái nơi mà so với Cộng hòa Séc và Liên bang Đức là một cái biên địa. Tuy vậy nhưng mà đã mua được một cơ sở từ những năm đầu tiên, tức là 2005, khi mà thầy Thanh Phúc đã sang du học tại Đài Loan và có dịp sang thăm Cộng hòa Séc, cùng với gia đình cũng đã thành lập được cái niệm Phật đường tại Tư Gia. Và sau đó thì mua được cơ sở này bắt đầu từ năm 2007, 2008 bắt đầu có giấy phép và sinh hoạt thành một cái hội. Rồi từ năm 2008 đến nay, được sự giúp đỡ của trên Chư Tôn Thiền Đức trong nước cũng như ngoài nước quan tâm, chỉ đạo cũng như là giúp đỡ, đồng thời cũng có sự giúp đỡ của quý thầy, quý Phật tử xa gần, cộng với cái đạo tâm kiên cường và dũng mãnh của quý vị trong dòng họ Võ cũng như tất cả đồng hương Phật tử tại vùng Vasadop và vùng phụ cận. Và hôm nay Chư Tôn Đức đến đây có một cái ngôi chùa Thiên Ân rất là trang nghiêm và phạm vũ như thế này, phải nói là một công đức rất là to lớn đối với đạo pháp và dân tộc tại địa phương này. Chúng con xin kính trình lên Chư Tôn Đức, đó là lịch sử ngắn gọn phát triển và hình thành của chùa Thiên Ân của chúng ta. Quý vị cho một tràng pháo tay. Dạ, xin thầy cho Phật tử trên thế giới được biết về sinh hoạt của Phật giáo chúng ta ở nước Tiệp này để chúng con được san sẻ niềm vui đó. Kính trình lên Chư Tôn Đức, kính thưa quý liệt vị, Cộng hòa Séc ngày xưa được gọi là nước Tiệp Khắc, tức là một trong những nước thuộc khối Vassava, tức khối Liên Xô cũ, tức là chư hầu, những nước chư hầu của Liên Xô ngày xưa đối trọng với cái khối gọi là khối NATO, tức là khối dưới sự lãnh đạo của nước Mỹ hùng mạnh vĩ đại nhất thế giới. Thế thì với cái truyền thống cũng như là với cái lịch sử mà chuyển biến của thế giới, thì đến năm 89 bức tường Berlin sụp đổ, cộng với tất cả những sự sụp đổ của một số chế độ xã hội chủ nghĩa hà khắc, thì những nước Đông Âu như là Tiệp Khắc, Ba Lan, Hung hay là Bùn hay là Đông Đức vân vân đều được giành lại cái quyền mà độc lập cũng như là giành lại cái quyền mà thành lập đa đảng. Nếu ngày xưa chỉ có một đảng mà thôi thì sau này là đa đảng và đa chính phủ. Và từ cái điều đó cho nên cái sự cởi mở đối với những cái người mà đặc biệt là người Việt chúng ta khi mà sang du học, học tập cũng như là sinh hoạt tại Cộng hòa Séc và những cái nước cộng sản cũ. Thì như Chư Tôn Đức và quý vị đều biết, tức là nếu là miền Nam Việt Nam thì chúng ta có phong trào đi vượt biên sau năm 75. Thì ngược lại miền Bắc Việt Nam là những thành phần bộ đội phục viên, công an phục viên và những thành phần con cháu của các cụ lớn sau khi mãn cái nhiệm vụ tại quê hương thì được cử sang du học hoặc là lao động hoặc là hợp tác tại những nước cộng sản cũ. Thì sau bức tường Berlin sụp đổ năm 89 và một số đất nước hình thành chế độ tự do, thì người Việt chúng ta, một số người đó, thì khi mà du học hoặc là lao động tại đây thì lại chạy về Việt Nam lại một thời gian rồi chạy sang. Một số còn lại đó thì bám trụ. Nhưng mà nếu như ngày xưa đó thì chỉ có đi làm trong hãng xưởng và lĩnh lương theo cái hợp đồng của hai chính phủ Việt Nam và chính phủ tại nước sở tại. Thì sau khi bức tường sụp đổ thì một số đồng bào chúng ta ở lại và kinh doanh nhỏ lẻ, bán thuốc lá hoặc là bán kinh doanh những cái mặt hàng mà lúc
tranh tối tranh sáng đó quý vị, thì cái thuế má nó chưa rõ ràng, cũng giống như là cái nhu cầu hàng hóa rất là lớn giữa Đông và Tây. Nếu như bên Đông thì rất là thiếu hàng hóa, quả chuối cũng thiếu, gói thuốc lá cũng thiếu, cái gì cũng thiếu, thì bên Tây, Tây Đức hoặc là bên phương Tây nói chung là hàng hóa rất là phong phú. Cho nên người Việt chúng ta đại một bộ phận trở thành những con buôn rất là lão luyện. Thầy biết là khi mà vào cái nhiều cái nhà như vậy, một cái trần đấy là chứa toàn là thuốc lá lậu. Và tất cả những cái thuốc lá như vậy đó thì tương lai là trở thành những cái đại gia rất là lớn tại Cộng hòa Séc này, mặc dù trước kia họ chẳng là gì cả. Thì bên Đức cũng thế, tức là những cái đại gia mà hình thành bởi thuốc lá hoặc là một cái số kinh doanh á, thì trở thành những cái đại gia mà sau đó về Việt Nam mua khách sạn, thành lập công ty, nhưng mà ở nước ngoài thì vẫn dưới vỏ bọc là của người ăn tiền xã hội. Thế thì khi mà cái nhu cầu đời sống vật chất nó đầy đủ rồi, có tiền để giúp cha giúp mẹ xây mồ xây mả quê hương, cũng như là giúp đỡ cho con cháu mình những việc ở tại Việt Nam, thì bắt đầu người ta kính trình lên chư tôn đức là người ta nghĩ đến phương diện tâm linh. Phương tâm linh này là gì? Tức là muốn thiết lập, muốn thiết kế, muốn xây dựng, muốn trang hoàng một cái Phật đường, một cái nơi thờ tự để mà làm cái nơi gửi gắm tinh thần, cũng như là thờ tự những người quá vãng, bà con của mình, giống như là tại quê hương của mình. Từ xuất phát điểm từ cái nguyên nhân đó, cho nên những cái niệm Phật đường bắt đầu mọc lên tại Cộng hòa Séc, cũng như là bên Cộng hòa Liên bang Đức, một số nước khác tại Đông Âu. Thì khi mà nhu cầu tâm linh càng lớn, thì bắt đầu một số chư tăng ở Việt Nam cũng như trên thế giới bắt đầu nhìn lại và bắt đầu đi hoằng pháp tại những cái địa phương như thế này, và giúp cho thành lập những cái Phật đường, những ngôi chùa cũng như những cái trụ sở. Một mặt tức là để phát triển cái tín ngưỡng tâm linh, cái nhu cầu thờ cúng, và mặt khác tức là làm cho đạo Phật chúng ta ngày càng huy hoàng, sáng lạng. Nếu như trước kia chỉ biết thờ phủ, lên đồng, lên bóng hoặc là cúng mặn, thì dần dà khi mà hình thành những cái Phật đường, những cái chùa như thế này, thì cái chánh tín tam bảo, cái niềm tin bắt đầu nó trở lại với người con Việt của chúng ta. Cũng giống như là chúng ta thấy là những cái cỏ mà khi mà để lên trên những cái chậu kiển đè lên thì nó vẫn còn đấy. Tuy rằng chúng ta thấy không thấy cỏ, nhưng mà khi rinh những cái chậu kiển nó ra thì cỏ nó sẽ mọc lại. Ý đây đó, tức là nói là cái niềm tin của người con Việt chúng ta đó, nó có sẵn. Và khi có cơ hội đó thì lại bộc lộ, lại phát triển. Cho nên những cái Phật đường tại Cộng hòa Séc và đặc biệt là bên Đức và một số nơi khác, kính trình lên chư tôn đức là rất là nhỏ lẻ. So với 200 ngôi chùa tại tiểu bang Cali, thì riêng Cộng hòa Séc này thì khoảng được trên dưới khoảng 15 cái niệm Phật đường, lớn có, nhỏ có. Nhưng mà nếu gọi là cái chùa mà hình thành đó, thì phải nói cái chùa Thiên Ân này là chùa, một trong những chùa đầu tiên và những chùa rất là trang nghiêm tại Cộng hòa Séc này. Kính bạch lên chư tôn đức. Xin quý vị cho một tràng pháo tay nữa để mừng cho chùa Thiên Ân của chúng ta. Về phương diện tu học thì thỉnh thoảng chư tôn thiền đức ghé lại thì sẽ có những buổi thuyết giảng và hướng dẫn ngồi thiền hoặc là hướng dẫn niệm Phật vân vân. Còn ngoài ra thì thường xuyên vào những ngày rằm mùng 1, 14:30 dưới sự hướng dẫn của chú Việt, của bà cũng như của cô Diệu Huệ, tất cả quý Phật tử ở đây đã vân tập về chùa tham dự những khóa lễ cầu an cầu siêu theo những cái bản kinh mà thiền môn nhật tụng á, như quý ngài thấy trước mặt đó. Thì quý vị ở đây cũng đã tụng kinh Di Đà, kinh Phổ Môn, rồi sám hối, thí thực vân vân. Đặc biệt tức là gần đây là chúng con thấy là cái bàn thờ linh á, càng ngày hộ khẩu càng đăng ký hơi nhiều, cho nên đó cũng là một sự sung túc sung mãn của chùa chúng ta, quý vị đồng ý không? Khi mà nhìn vào cái chùa Phổ Bảo, nhìn vào cái chùa Viên Giác hay là bất cứ chùa Khinh Anh, chùa nào mà nhìn thấy cái bàn linh mà đông đủ đó, là chúng ta nghĩ là chùa đó không bao giờ đói, no đủ. Cho nên á, cái niềm tin á, đối với người con Phật chúng ta được củng cố chính nhờ cái mảnh đất này và nhờ ngôi chùa Thiên Ân này. Kính bạch chư tôn đức, mùa đông á, rất là lạnh. Chúng con sang đây có khi á, mấy cổ nhiều khi tiết kiệm không có bật lò sưởi trước, cho nên lạnh lắm. Và đi trên xe thì đi đường á, quý vị thấy là đường từ bên Đức qua đây toàn là đường biên giới cửa khẩu,
cho nên chạy lòng vòng và hầu như là tuyết nó đổ đầy, nhiều khi chạy mình nó mệt mỏi và nó sợ nữa, xe hỏng nữa. Nhưng mà chính nhờ cái niềm tin về tới chùa thì lại là ấm áp. Chứ thực sự ra không khí rất là lành, rất là sợ sệt quý vị. Nhiều khi sệt sẽ hư thôi, xe hư biết gọi đâu, tại vì giữa cửa khẩu, giữa biên giới biết gọi đâu mà cảnh sát thì họ không nghĩ mình là xe hư mà họ tưởng là mình buôn lậu, khổ vậy. Cho nên thầy cũng ngại lắm, nhưng mà không sao, tức là chính niềm tin Tam Bảo, chính ngôi chùa này để hình thành, và đồng thời là thầy Thanh Phúc, tuy rằng là thầy không có mặt thường xuyên nhưng mà sự hộ trì của thầy ở Việt Nam sang đây chắc chắn rằng là quý vị cũng ấm lòng. Cộng với như hôm nay chúng ta thấy trước mặt chúng ta là có 6 chư tôn đức, Hòa Thượng Từ Diệu là ngài từ Hoa Kỳ sang, ngài năm nay 80 tuổi rồi quý vị. Đó. Rồi như ngài Hòa Thượng Minh Dung, Hòa Thượng Giác Nguyên, rồi Hòa Thượng Giác Trí, Thượng Tọa Minh Ngân, đều là những vị đại tôn sư rất là lớn đứng lãnh đạo giáo hội của chúng ta mà hôm nay cũng có mặt để cầu nguyện chúng ta hôm nay. Quý vị cho quý ngài một tràng pháo tay nữa để chúc phước cũng như là cầu nguyện cho quý ngài Bồ Đề quả mãn, mà luôn luôn gọi như là một bóng cây đại thọ để cho tiếp dẫn hàng hậu lai ba Phật ân đức. Thì thời gian không có nhiều, con xin nhường lời lại, con kính thỉnh lên trên Hòa Thượng Minh Dung sẽ đại lao cho trên chư tôn thiền đức cũng có vài lời thăm viếng các Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa Thượng chứng minh, chư tôn Hòa Thượng đồng tòa, và xin kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Hôm nay thì quý ngài đi một đường rất là xa từ Ngư Trân rồi qua bên có thành phố, ở đó có Phật sự xong đến đây 8 giờ tối. Nhất là Hòa Thượng chứng minh 80 tuổi rồi, chúng tôi có hỏi ngài là ngài có mệt không? Ngài nói nếu không mệt thì không đúng, mà vô thấy cái tấm lòng của người Phật tử chùa Thiên Ân, đặc biệt là bữa ăn chiều hôm nay sao đã sang trọng, ấm cúng, nó ngọt ngào như là tấm lòng người Phật tử chùa Thiên Ân chúng ta. Tri ân Thượng Tọa Giác Trí đã giúp cho hai đoàn của chúng tôi ở Mỹ, nhất là quý vị ở đây lần đầu tiên đến cái đất nước được nghe quen thuộc trong quá khứ tên là Tiệm Khắc, bây giờ gọi là Cộng Hòa gì? Séc hả? Cộng Hòa Séc. Séc đẹp á, tức ở đây người nào cũng đẹp hết. Là xét đó hả? Thì như Thượng Tọa Giác Trí phối trí liên lạc với quý vị bên này để đêm nay chư tôn đức tại Hoa Kỳ cũng như ở bên Việt Nam gặp được quý vị. Trong cái bài nói chuyện khi nãy của Thượng Tọa Giác Trí có một cái câu mà tôi đã chợt nhớ đến. Thầy nói đây là biên địa, có phải không? Nhưng tôi thêm một câu, biên địa là Phật địa. Ở giữa một thành phố lộng lẫy, chúng ta mua một chậu hoa rất là dễ. Ở giữa một cái thành phố giàu sang, chúng ta có được một ngôi nhà sang trọng thì dễ. Nhưng một cái vùng đất hẻo lánh, hoang sơ, mọi người mọi ngã lấy củi, củi khô, củi mục, củi quèn quèn mà xây được một ngôi chùa như Thiên Ân này, cái giá trị gấp trăm lần một ngôi chùa ở phố thị. Cách đây 9 năm về trước, trong một khóa tu tại miền Đông Đức, lúc bây giờ có một số các anh chị em ở nơi đó tổ chức khóa tu, chưa có chùa. Sau khóa tu xong một buổi chiều, ở bờ hồ có một người Phật tử thanh niên trong trạc 40. Tôi muốn tâm sự riêng với anh ta, hỏi là cái động lực nào
anh biết về Phật giáo và anh đến đất nước này bao lâu? Thì người thanh niên đó cho biết là họ đến lâu lắm, cũng 30 năm thì phải. Và anh nói có một cái câu, mà câu này khi để vô gặp bà cụ hội trưởng đó, nó lại na na với nhau. Phật với thầy là suốt 30 năm ở Đông Đức chưa bao giờ thấy Phật, chưa bao giờ thấy tăng, chưa bao giờ nghe một câu kinh. Nhưng mà không ngờ chợt đi ngang qua đường phố ở Tây Đức, nghe một tiếng chuông ở trong chùa vọng ra. Dường như tất cả chắc Phật đâu lâu đời lâu kiếp của ông bà tổ tiên, cái dòng họ Trần họ Nguyễn của chúng ta nó hiện ra đó con. Và từ đó con về ở Đông Đức bằng mọi cách đi tìm lại chắc Phật của mình nó có gì đặc biệt. Và con phát nguyện đi tìm kinh, tìm sách này. Và hôm nay tổ chức khóa tu Đông Đức để cho đồng bào đây họ biết được cái Phật chất và họ làm sáng dạy cái Phật chất. Giống như bà cụ ở đây gần 40 năm phải không? À, bà đã làm được cái chất Phật đó. Phật Việt Nam đã sống trên cái vùng đất gọi là biên địa như thầy Giác Trí nói được rạng rỡ hôm nay. Thưa tất cả quý Phật tử, chất Phật trong mọi người chúng ta là giống như những viên kim cương. Có thể viên kim cương này bị bùn nó làm mờ đi, có thể bị rác nó bao lại, có thể bị lá cây nó che khuất. Nhưng một khi chúng ta lấy viên kim cương nó rửa để lên trên bàn, chắc chắn rằng nó đều sáng, nó đều đẹp và nó đều tuyệt vời. Và tôi khẳng định sự có mặt của tất cả Phật tử hôm nay là những viên kim cương giống như vậy. Dù những biến cố lịch sử nào của đất nước và dù hoàn cảnh nào của cộng đồng chúng ta, nhưng sự khác biệt không quan trọng. Chúng ta có một cái giống nhau, đó là người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam. Chính vì cái điều đó, ngôi chùa này không có một vị thầy thường trực, nhưng những viên kim cương này, những Phật chất này, những vị Bồ Tát này đã làm sáng cái chất Phật, ánh sáng Phật tại vùng đất gọi là Tiệm Khách Cộng Hòa Sắc này. Thưa với tất cả quý thiện nam tín nữ, nếu ai trong chúng ta biết trồng cây phước đức thì người đó trong hiện đời, trong mai sau và trong vô lượng kiếp về sau được an lạc, phú cường, hạnh phúc và đặc biệt là được chư Phật gia hộ cho chúng ta. Tôi nhớ có một cái câu chuyện, con chá vàng đi giữa sa mạc, đi tìm hồi một vũng nước để uống. Nhưng sa mạc cứ bóng chảy hồi, nóng, khô cằn. Và một hôm nào bất chợt một ngày thật đẹp trời, mùa xuân, con chó vàng đó nó tìm được một cái cây cổ thụ. Và bên cạnh đó có một cái ao hồ thật đẹp. Và con chó vàng ấy sau khi xuống nước xong và tìm đến gốc cây, nó quỳ xuống, nó nhìn đất trời nó lạy, lạy tạ mười phương để cho được một cái cây an toàn và dòng nước mát này nó sống. Và nó nói rằng nó sẽ nguyện trọn đời nó sống với gốc cây này, bảo vệ gốc cây này và làm cho gốc cây này được nở hoa lên. Cũng vậy, chúng ta là những người Việt Nam xa xứ, dù quốc gia nào cũng vậy, như một con chó vàng kia đi lưu lạc trong cuộc đời, chúng ta gặp được Phật Pháp như nó gặp được một cội cây và một dòng nước này. Đó là một phước báo lớn, và phước báo đó nó che chở đời chúng ta trong hôm nay, nó làm chúng ta mát, làm chúng ta bình an. Và dĩ nhiên nếu không có ngôi chùa, thưa đại chúng, đêm nay chúng ta gặp ở đây không? Phải không nè? Tại sao chúng ta gặp ở đây? Vì cái gì? Vì có ngôi chùa, vì có cội cây, tức là chúng ta có bình an và có một dòng nước cụ thể. Chiều nay cái lẩu quý vị cúng dường với thầy sao nó ngon quá là ngon đi.
hãy tiếp tục cho cây này được lớn nhành ra, có phải không nào? Hãy tiếp tục làm cho dòng nước này trong lên và mát lên, hay nói khác hơn, hãy làm cho Phật giáo Việt Nam trên quê hương này được nổ rộ ra. Phước báo đó không bao giờ mất, vì nó chính nó là che chở cho chúng ta. Cụ thể như đêm nay chúng ta có những giờ phút thật vui, hoan hỷ và phước báo như thế này. Trước khi dứt lời, xin thay mặt chư tăng cầu nguyện cho quý Phật tử, đặc biệt là thượng tọa cố vấn giáo trí, để hướng dẫn để làm rực sáng một nền Phật giáo Việt Nam trên đất tiệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng hiện diện trong đạo tràng đây thành kính rất là cảm niệm, cũng rất là ghi ơn trên chư tôn thiền đức, đặc biệt là những lời giáo huấn của trên thượng tọa hòa thượng Thượng Minh Hạ Dung đã cho chúng con những kim chỉ nam trên bước đường tu học, cũng như khích lệ tinh thần của chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp, cũng như là hộ trì tam bảo tại chùa Thiên Ân tại Vasudev, Cộng hòa Séc này. Tiếp nối chương trình, đi trong đoàn chúng con được biết là trên này cũng có hòa thượng Thượng Giác Hạ Nguyên, rất ngài có nhiều câu chuyện thiền cũng rất là đặc biệt, cho nên hôm nay xin hòa thượng từ bi hoan hỷ kể cho chúng con nghe một vài mẫu chuyện đạo để khích lệ thêm tinh thần tu học của chúng con. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung kính hòa thượng. Vâng bạch hòa thượng chứng minh, vâng bạch chư tôn hòa thượng, thưa thượng tọa đã đức tăng, thưa quý vị Phật tử và ban quản trị chùa Thiên Ân. Đúng ra thì suốt cuộc hành trình từ Mỹ qua Pháp và từ Pháp đến Đức, rồi từ Đức đến Tiệp, tuổi đời của chúng tôi cũng đã 70. Và trên bước đường học đạo thì cũng là mốt 60 năm. Cho nên đúng ra thì lão giả ăn chi về hưu rồi. Thật sự thì cũng không biết nói gì trong cái niềm hoan hỷ và đầy xúc động. Giống như thượng tọa phó trụ trì cũng như hòa thượng Thích Minh Dung vừa trang trải để cho chúng ta thấy được cái giá trị của một ngôi chùa và đạo Phật Việt Nam gắn liền với vận mệnh dân tộc, mà quý vị những là người con tha hương cũng không quên cội quên nguồn để thắp sáng niềm tin chánh pháp. Mồ hôi quý vị đã đổ xuống đất này để cho Phật pháp đêm ngày nở hoa. Và đây là một cái đóa hoa ưu đàm tỏa ngát hương thơm nơi xứ người. Thì chúng tôi cũng không có sức khỏe để kể chuyện nhiều cho quý vị, chỉ có đôi lời khâm khen, tán thán đạo tâm, đạo hạnh, đạo nghĩa, đạo tình của những người con Phật chúng ta sống nơi quê người mà đã làm nên Phật sự lớn. Mong rằng nhân tố này sẽ được trải rộng và khiến cho những người chung quanh xóm giềng của chúng ta không cùng một giống nòi, nhưng họ sẽ tìm hiểu đạo Phật, vì đạo Phật là một cái đạo rất là cao đẹp, mà trên dưới 100 thành viên của Liên Hiệp Quốc đã nhìn nhận giá trị của đạo Phật và coi ngày đản sanh thành đạo và nhập niết bàn gọi là lễ tam hợp, và đứng ra tổ chức trên 10 năm nay. Và chính nhà bác học Einstein cũng đã nói, nếu có một tôn giáo
trong tương lai để dẫn đạo cho toàn thể thế giới, thì không có một tôn giáo nào qua được đạo Phật. Vì đạo Phật không giảng dạy để thuyết phục người nghe, để dẫn người vào đạo, mà chỉ đưa hướng, nhằm hướng dẫn con người đi đến chỗ thánh thiện. Là người tầm đạo thì đạo chơi người chánh, còn đạo tầm người thì đạo là người danh. Đạo Phật không có cái đó. Cho nên đây là một cái vinh hạnh mà chúng tôi lần đầu tiên đến một cái xứ sở này mà gặp được những người con Phật ở nơi đây, đã làm được cái chuyện lớn, đó là hoằng pháp lạc sanh. Nếu không có mấy chùa này như Hòa Thượng Minh Dung nói, thì chúng tôi không có mặt hôm nay. Nếu không có mấy chùa này thì một số Phật tử sẽ bơ vơ lạc lõng và dễ dàng là cho các cái tôn giáo khác họ chiêu dụ để gia nhập vào cái tôn giáo của họ. Và chúng tôi cũng rất là vinh hạnh khi chúng tôi viếng ở tại tháp Eiffel, có những người du lịch Iran, Iraq, Israel, khi thấy đoàn tăng lữ của chúng tôi đi tham quan, họ đều xin chụp hình và chắp tay cung kính, biết chúng tôi là người Phật giáo. Như vậy thấy là giá trị của đạo Phật nó có một cái thế đứng trên thế giới. Cho nên thành mong rằng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử cũng như trong ban quản trị ngôi chùa này cũng lấy cái niềm tin chánh pháp làm một thước đo, hướng dẫn những người chưa quen hay là những người đồng hương về với máy ấm tâm linh này. Bởi vì một nhà thơ Việt Nam, cũng là một vị giáo sư, một vị thiền sư, đó là Hòa Thượng Thích Mãn Giác, đã để lại hai câu thơ bất hủ là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Vậy thì xin quý vị hãy lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tiến tu học Phật. A Di Đà Phật. Kính chúc quý vị mình sức khỏe, thành tựu Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi con thể đại chúng đã được nghe là chỉ dạy rất là thâm tình của trên nhị vị hòa thượng, đúng như là cái ý của hòa thượng Giác Nguyên vừa nói. Hòa thượng Trí Minh cũng có lần nói với con chúng con rằng là những cái buổi mà lễ Giáng sinh, đặc biệt tức là những cái ngày nghỉ hè, những cái hội trường được nhà thờ Thiên Chúa thuê và mời gọi rất là nhiều thanh thiếu niên trẻ người Việt chúng ta đến tham dự, được ăn uống miễn phí, được cho sinh hoạt miễn phí, để mà chiêu dụ tất cả những người Việt trẻ của chúng ta tham dự cũng như là rước lễ, cũng như là trở thành những con chiên của một số tôn giáo ngoài đạo Phật. Cho nên Hòa Thượng cũng nhân cái cơ hội đấy, những cái ngày lễ đấy, Hòa Thượng lại tổ chức những cái buổi lễ, những khóa tu dành cho thanh thiếu niên Phật tử. Nhờ như vậy cho nên bao nhiêu năm qua khi mà sống ở xứ người, cũng đã giữ lại được một cái diền mối đạo Phật của chúng ta, đặc biệt tức là cho giới trẻ. Thì đấy cũng là một cái ý mà chúng con nghĩ là cũng quan trọng đối với giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Chính cái sự thiếu sót mà chư tăng ni trẻ cũng như là một số quý chư tôn đức đã, tuy rằng là Phật pháp, Phật học thì rất là tinh thông, nhưng mà về ngôn ngữ, ngoại ngữ thì có phần hạn chế. Cho nên cái sự tiếp cận đối với giới trẻ, đặc biệt tức là những trẻ em mà được sinh ra, lớn lên, học theo trường Tây tại nước ngoài, tại nước người, là sự tiếp cận về giáo lý thông qua tiếng Việt và chữ Việt rất là hạn chế. Cho nên vô hình chung đó, nếu mà chúng ta không chú tâm đến vấn đề này đó, thì một thời gian chúng ta sẽ mất đi cái tầng lớp kế thừa. Tức là cha mẹ chúng ta đi chùa, nhưng mà con á thì nó lại đi nhà thờ. Tại vì bản thân nó, trong cái trường học của nó được học kinh nhà thờ, nó được xem lễ tại nhà thờ.
Cho nên vô hình chung là chúng ta thờ Phật tụng kinh nhưng mà hết đời chúng ta là xong. Và chùa chúng ta cũng là, tới cái thời đó cũng là rất là một cái nguy năng cho chúng ta. Thì hôm nay tại buổi thăm viếng này có sự hiện diện của Thượng Tọa Thượng Minh Hạ Nguyện. Như vừa rồi Hòa Thượng cũng đã nhắc hai câu thơ đó, tức là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ Tông. Thầy Minh Nguyện ngâm thơ rất là hay, cho nên xin cung thỉnh Thầy cũng vì đại chúng, Thầy ban bố cho một vài câu thơ rất là trầm ấm của Thầy. Không những là Thầy hát hay mà Thầy ngâm thơ cũng tuyệt vời nữa. Rồi sau đó thì cô sẽ đại diện cho đại chúng và ngâm bài thơ để cúng dường lên chư Tôn Đức Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử chùa Thiện Ân, hôm nay được duyên lành đến thăm quý Phật tử, Thầy xin ngâm tặng bài thơ nhớ chùa của người con Phật Sa Thí, của thi sĩ Huyền Không Thích Mạnh Giác. Từ thuở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, xao xuyên về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đường nhỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hồn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng, có những cây mai sống trọn đời bên hàng tùng bách mãi xanh tươi. Nhìn lên phảng phất hương trầm tọa Đức Phật từ bi mỉm miệng cười. Tôi đến dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạc ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lang xa mãi, an ủi dân hiền mỏi mãi tranh. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sẵn khoai gạo bắp nuôi thôn xóm, xây dựng tương lai giữ sợ mình. Biết đến bao giờ trở lại quê, xa xôi lòng gợi nhớ nhung về. Tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái tê. Chuông vang nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mãi chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ Tông. Phật xin chúc quý Phật tử chùa Thiện Ân,
chúng ta luôn luôn cố gắng tinh tấn tu học, giữ được tấm lòng của người con Phật xa xứ. Mặc dầu chúng ta xa quê hương, chúng ta vẫn có được cái tấm lòng, tâm linh của mình, nuôi dưỡng cái hình ảnh mái chùa luôn luôn có trong mỗi tâm thức của người con Phật, để chúng ta duy trì cái văn hóa, cái nét đẹp tâm linh của đạo Phật nơi xứ người. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thay lời đại chúng ở đây xin cảm niệm công đức của Thượng Tọa Thượng Minh Hà Nguyện đã ngâm thơ rất là hay để cống hiến cho đại chúng. Tiếp theo xin mời Phật tử Diệu Huệ là Phó Chủ tịch Hội Phật tử Chùa Thiên Ân tại Vansodop, Cộng Hòa Séc, và cô Diệu Mai, tức là Chủ tịch, tức là thân mẫu, đây là thiếu nữ, là con gái, là Phó Chủ tịch. Cho nên hôm nay cô Diệu Huệ cũng có nhã ý là ngâm bài thơ nói về lịch sử Chùa Thiên Ân để cống hiến, cúng dường là chư tôn đức, nhưng cống hiến cho đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch chư tôn hòa thượng, tôn đức tăng hòa thượng, thượng tọa đức tăng, kính thưa các vị Phật tử, một lời chào, một lời chúc sức khỏe và một lời chào rất kính trọng của con. Nam mô A Di Đà Phật. Và lời đầu, chúng con xin thay mặt tất cả Phật tử Chùa Thiên Ân xin chúc chư tôn hòa thượng, thượng tọa đức tăng có một đạo thể khương an, đạo trường viên mãn và luôn là cây bồ đề cho tất cả các Phật tử trên toàn thế giới, và nhất là hôm nay được ở Chùa Thiên Ân, chúng con được mãi mãi sẽ là được hưởng bóng mát bồ đề của các thầy với thành tâm của con. Và con xin chúc các Phật tử có một thân tâm an lạc, khỏe mạnh, và luôn luôn chúng con được là hưởng bóng bồ đề của các thầy. A Di Đà Phật. Dạ, sau đây là con xin đọc bài thơ khánh thành 5 năm của Chùa Thiên Ân. Mừng thời gian trôi thật là nhanh, ngày nào rước tượng rước quanh nơi này, chính quyền sở tại giúp ngay 300 chữ ký được xây dựng chùa. Văn sở đốt dòng trong mở cờ, niệm Phật đường đã đợi chờ bấy lâu. Linh thiêng Phật vô nhiệm màu, ngôi nhà chung được bắt đầu từ đây. Thầy trò Phật tử chung tay, gió sương không ngại, tuyết dày vượt qua. Nam mô Đức Phật Di Đà, Nam mô Bồ Tát Phật Bà Chứng Tâm. Tấm lòng công đức xa gần, dầu nghèo nhiều ít góp phần, góp công trải bao vất vả gian truân, Thiên Ân Từ vẫn hằng mong
bao ngày. Mỗi năm từng bước đổi thay, tượng Quan Âm ngự bóng cây sơn chùa. Tam quan cổng mở sớm trưa, đón thập phương suốt bốn mùa đến thăm. Mùng một cho tới ngày rằm, tụng kinh niệm Phật thân tâm an lành. Năm năm kỷ niệm khánh thành, mừng ngày Phật đản Thanh Bình yên vui. Tháng tư Đức Phật ra đời, bốn phương hoan hỷ hoa tươi rước ngài. Quê hương ngàn dặm xa vời, mái chùa che chở ấm nơi xứ người. Hay quá. Hay quý vị, hay quá, có ý nghĩa nữa. A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, kính thưa quý vị, chắc là cái tấm tình thương của trên chư tôn thiền đức, cái lòng từ bi của quý ngài, chúng con cũng đã mạn phép đã làm dù một chút để quý ngài rất là mệt mỏi. Từ 5 giờ sáng quý ngài đã dậy rồi, công phu tụng niệm 8 giờ phải lên xe đi mãi đến bây giờ. Quý vị biết là trước khi đến đây á, là quý hòa thượng phải ghé Nam Việt để mà làm một cái lễ đám tang cho một cái cháu bé, chẳng may là nó đi du lịch với bố mẹ mà nó bị mất, khi mà nó đi bơi dưới hồ nước nó bị chết. Cho nên quý ngài cũng đã rủ cái tình thương ngang đó, xong rồi lại về đây nữa, ngồi suốt lại ngồi tới bây giờ nữa. Cho nên chúng con biết là pháp thể của quý ngài cũng rất là mệt nhọc. Thì đến đây thay mặt toàn thể đại chúng chùa Thiên Ân, chúng con một lần nữa cảm niệm trên sự hiện diện của Hòa Thượng Chứng Minh, Thượng Từ Hà Diệu, Hòa Thượng Thượng Minh Hà Dung, Hòa Thượng Thượng Giác Hà Nguyên và Hòa Thượng Thượng Giác Hà Trí, cũng như Thượng Tọa Thượng Minh Hà Nguyên đã từ bi quang lâm chùa Thiên Ân, quan sát đốt cùng hòa xét của chúng con. Không những thế, các ngài còn ban bố chúng con những lời pháp nhũ vô cùng quý báu. Chúng con xin y giáo phụng hành và thành kính cầu nguyện quý ngài luôn luôn bồ đề quả mãn, pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, luôn luôn là bóng tùng, là bóng bồ đề để hàng Phật tử chúng con nương náu tu tập để giác ngộ giải thoát. Và chúng con một lần nữa xin cảm niệm trên công đức quý ngài. Nam mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tiếp theo thì quý thầy, quý hòa thượng sẽ làm một khóa lễ cầu an ngắn để cầu nguyện cho chùa chúng ta. Trước đó thì thầy cũng xin mời quý Phật tử chúng ta ngồi xích đến quý ngài, nhưng mà xoay lưng lại để ban nhiếp ảnh chụp một cái hình để kỷ niệm. Sau đó thì chúng ta chuyển những cái ghế ra ngồi để hòa thượng Chứng Minh cầu nguyện cho chúng ta. Quý vị ngồi đến phía trước nhưng mà xoay lưng lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
sanh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bền, xa bê khổ muộn mê, trong vây về bờ ngã giác. Hôm nay chư Phật tử chúng đăng đăng lâm bưu điện cung tùng đại thừa kính chú, xưng tán hồng danh tập thử công đức kỳ nguyện. Chư Phật tử đăng tứ thời tăng long phước thọ, xưng đa các khánh hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông nghinh bán phúc. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Đăng Pháp Vương vô thượng ba cõi, chẳng ai bằng thầy dạy khắp trời người, chả lãnh chung bốn loài, quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán ức kiếp không cùng tầm. Phật chúng sanh thanh thương rộng lần đạo, cam thông công thế nghĩ bàn lưỡi đế châu vi đạo tràng, mười phương Phật bảo quán sáng ngời, trước bao tòa thân con anh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện quy ngài. Chi tâm ma đành lễ nam mô a thằng na hứa thông kia na phát giới ba hiện về lai thập ma phương thọ tôn phát ma hiện. Thank you.
trần bập nhiễm trần phản tác tự kỷ viên trừ nội ngoại đáng địch đáng tràng sai khô mộc tác dương sưng khiết quế ban như thành tịnh độ sơ viên đạo nội ngoại trung gian vô được quế thanh phàm ưu hiện tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lộ trị năng linh nhất đích biến thập phương tinh viên cấu quế tận viên trừ lĩnh thử pháp viên thường thanh tịnh giáo hữu mật ngôn cận đương trì tụng nam mô đại bi hội tượng bồ tát nam mô đại bi hội tượng bồ tát Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trường tư giả khám môi niệm trương ngã ngũ giả kỳ thị công đức lục giả thịnh diện pháp luân đất giả thịnh bằng đủ thế thương tuy bằng học chúng sanh tình dữ vô tình để thành Phật đạo.